Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì chạy lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần người và thưa: nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Người đáp: chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với người: chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Người bảo các ông: anh em có mấy cái bánh? Đi coi xem. Khi biết rồi, các ông thưa: có 5 cái bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia 2 con cá cho mọi người, ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn là 5.000 người đàn ông. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một, tức là người con một đến để nhằm bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là tình yêu Thiên Chúa bằng xương bằng thịt đến ở giữa chúng ta. Hôm nay bài tin mừng của Thánh Marco cho thấy Chúa chạy lòng thương đám đông vì họ bơ vơ giống như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa chạy lòng thương đám đông và Chúa làm cái gì, thưa anh chị em? Hai chuyện. Thứ nhất là Chúa giảng lời cho họ, sau đó Chúa hóa bánh để nuôi đám đông. Chúng ta để ý kỹ, Thánh Marco nói rõ người chạy lòng thương và người dạy dỗ họ nhiều điều. Chúa Giêsu yêu quý chúng ta, cho nên trước hết người nói lời yêu thương đối với chúng ta. Lời của Chúa là lời yêu thương, lời tỏ tình. Bởi vì Chúa nói lên là vì Chúa chạy lòng thương mỗi người chúng ta. Nhưng mà có mấy người trong chúng ta nghĩ như vậy không? Chúng ta có nghĩ rằng nghe lời Chúa là nghe lời tỏ tình yêu thương của Chúa, lời Chúa dành cho những người người yêu quý, người chăm sóc? Xem ra nhiều người Kitô hữu lơ là trong vấn đề nghe lời Chúa. Đọc lời Chúa càng ít hơn nữa, bởi vì họ không biết rằng đó là lời tỏ tình của Chúa đến với chúng ta. Lời tỏ tình có nghĩa là lời ban tình yêu thương của Chúa cho chúng ta. Thiên Chúa lên tiếng là vì yêu thương chúng ta, và nói lời là để cho tình yêu của người đi vào trong chúng ta. Nhưng chúng ta
không đánh giá cho đúng, để cho trật đi qua thôi. Đi lễ thì chỉ nhầm nhầm rước lễ thôi, không có gì khác hơn nữa. Anh chị em vui lòng để ý chuyện này, rất quan trọng. Lời Chúa là lời yêu thương, lời ban tình yêu. Cho nên bây giờ nhiều khi chúng ta không cảm nhận được tình yêu của Chúa. Có người còn phàn nàn rằng Chúa không có yêu mình hay Chúa yêu ít quá, bởi vì có đón nhận lời tình yêu đâu. Có đón nhận đâu. Chúa nói người khác nói với chúng ta, vợ chồng nói với nhau, cha mẹ con cái, những lời yêu thương, chúng ta cảm nhận được điều đó, cảm nhận được cái người đó yêu mình, thương mình. Còn lời Chúa nói chúng ta không có cảm nhận được điều đó. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta không tin đó là lời yêu thương. Chúng ta không tin đó là cái lúc mà Chúa tỏ tình cho chúng ta, tỏ tình tức là ban tình yêu cho chúng ta. Về vấn đề này, thưa anh chị em, chúng ta thiếu sót rất nhiều, rất nhiều. Nên điều chỉnh lại đi. Vì thế, anh chị em thấy thánh lễ luôn luôn bao giờ cũng có phần lời Chúa đi trước rồi mới tới thánh thể. Không những đến nhà thờ nghe mà còn phải đọc ở nhà nữa, để đón nhận, khám phá tình yêu Chúa dành cho mình. Mỗi lần chúng ta chăm chú đọc lời Chúa, nghe lời Chúa, là mỗi lần chúng ta đón nhận tình yêu Chúa. Anh chị em vui lòng nghe rõ, mỗi lần chúng ta đón nhận tình yêu Chúa. Phải tin mỗi lần cầm sách thánh mà đọc, phải tin mỗi lần người ta đọc sách thánh cho mình nghe. Chúng ta chưa tin đủ lời Chúa. Sang vấn đề thứ hai, tức là Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông. Cái điều này nói với chúng ta rằng đi theo Chúa, tin vào Chúa, đừng quá lo lắng vấn đề vật chất của ăn của uống. Nhưng mà nhiều người tin hữu quá lo lắng. Tôi muốn nói rằng nhiều hay là rất nhiều người tín hữu chúng ta đó cũng lo lắng của ăn của uống, cuộc sống y như những người không có đạo vậy. Và đôi khi còn bon chen nữa, bon chen rồi mánh mông là kiếm được nhiều tiền. Chúng ta lo củng cố cái cuộc sống đời này. Vì thế chúng ta không đủ tin vào Chúa. Cái câu mà chúng ta đều nghe hết, nhưng mà có ai tin đâu. Trước hết hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và ở công chính như rồi phải khác. Còn những cái kia, người sẽ thêm cho. Cái kia đó là bánh ăn đó, là cơm ăn áo mặc, người sẽ thêm cho. Nhưng mà anh xem ai cũng biết câu đó, anh có tin không? Chắc không tin đâu. Có người bảo nó Chúa nói vậy chứ. Thế là mình cứ lo kiếm tiền, mà kiếm đến chỗ là quên quả Chúa, hay là đôi khi còn là gian tham nữa. Đó, cái câu chuyện nó hôm nay là cho thấy rằng khi chúng ta đi theo Chúa thì Chúa yêu chúng ta, Chúa lo lắng cho chúng ta. Cả hai chuyện lời Chúa và bánh, cơm bánh hàng ngày, chúng ta vẫn còn nhiều thiếu sót vì chúng ta không tin vào lời Chúa. Không tin vào lời Chúa. Nhiều người đi lễ đọc kinh chỉ để đó Chúa cho sao cho bình an, cho khỏe mạnh, cho mọi chuyện tốt đẹp, nó có không phải có cơm ăn mặc, có nhiều tiền hơn nữa để mà sống mà thoải mái. Không nói ra nhưng mà hiểu ngầm là như thế. Cho nên thưa anh chị em, cái chuyện này hôm nay chúng ta phải để ý.
phải để ý rõ ràng chuyện đó. Chúa muốn nói với chúng ta, bài tin mừng Chúa muốn nói với chúng ta rằng Chúa yêu thương chúng ta và Chúa lo cho chúng ta hết. Phần chúng ta đó, phần chúng ta đó phải lo chăm chú nghe lời Chúa và tin tưởng vào Chúa. Nhờ nghe lời Chúa mình mới tin tưởng lời Chúa, mình mới khám phá được tình yêu Chúa dành cho mình. Và đó mình tin, lúc đó mình sẽ bớt quá chú trọng tới những chuyện ở đời này, mà để dành giờ, dành tâm trí cho Chúa, hướng về Chúa. Cái điều quan trọng không phải là của ăn thức uống, mà là cảm nhận được tình thương Chúa dành cho mình. Không phải tôi muốn nói với anh chị rằng anh chị hãy yêu mến Chúa nhiều. Yêu mến Chúa nhiều thì Chúa chẳng được cái gì hết. Mà làm sao tôi biết yêu mến Chúa nhiều? Khó lắm thưa anh chị em. Tôi thú thật với anh chị em rằng tôi cũng không yêu mến Chúa nhiều. Nhưng mà tôi cảm nhận được tình thương Chúa nhiều. Đó mới là điều quan trọng. Có ai cho chúng ta cảm nhận được điều đó không? Có cảm thấy rằng mình được Chúa yêu thương rất nhiều không? Có không? Nếu không thì chúng ta đi đạo bao nhiêu năm nay? Uổng công quá. Bởi con Thiên Chúa đến làm người là để không những thông ban tình yêu của Thiên Chúa, bày tỏ tình yêu Chúa cho chúng ta, mà chúng ta đi theo Chúa bao nhiêu năm nay không vẫn cảm nhận được tình thương Chúa. Cũng biết là Chúa thương vậy thôi, chưa cảm nhận tình thương Chúa đầy tràn trong con người, cuộc sống của chúng ta. Cái điều quan trọng tôi nói lại, không phải là chúng ta yêu mến Chúa, mà đón nhận tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Đón nhận tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Đón nhận bằng cách nào? Hôm nay bài tin mừng cho thấy, nghe lời Chúa đi, chuyên chăm nghe lời Chúa đi, đọc lời Chúa đi rồi suy đi nghĩ lại trong lòng lời Chúa đó, sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa. Rồi cảm nhận tình yêu Chúa rồi sẽ thấy cuộc sống vật chất, cơm ăn áo mặc Chúa sẽ lo cho. Chúa không hứa cho chúng ta ăn ngon mặc đẹp đâu. Ăn no thôi, đủ thôi, no hàng ngày đó. Tại vì khi chúng ta quá chú trọng tới vật chất của ăn của uống đó, chúng ta sẽ bớt đi biết chú trọng tới Chúa, bớt đánh giá tình yêu Chúa. Vật chất nhiều vào không thể nào đi theo để đến với Chúa cho trọn vẹn được. Người ta có tiền, có của, xin lỗi anh xem đây là những người đi lễ đây thì hầu như ai cũng là đầy đủ hết. Có tiền, có của, đi nhà thờ đọc kinh để Chúa ban cho mình tiếp tục đầy đủ như thế. Không nói ra nhưng mà tôi có cảm tưởng là hầu như ai cũng vậy. Chúng ta nhìn thấp quá, chúng ta đánh giá Chúa thấp quá. Đi lễ đọc kinh chỉ vì Chúa thôi, không vì gì khác. Rồi cứ lo sống cho Chúa hết mình, Chúa sẽ lo cho mình. Một lần nữa tôi muốn nói rằng cho tới bây giờ đó, thưa anh chị em, dù chúng ta đã mừng lễ Chúa Giáng sinh, Chúa sống làm người chúng ta nhiều chục lần rồi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là tình yêu bằng xương bằng thịt. Hãy đọc lời Chúa cho nhiều hơn nữa, hằng ngày đọc lời Chúa, từng bước một sẽ cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho mình, và từ đó mình sẽ thấy tình yêu Chúa lan tỏa trong tất cả mọi chuyện cuộc sống hàng ngày, những người mình gặp gỡ, những chuyện xảy ra, tất cả là tình yêu Chúa hết. Bởi Chúa lo cho chúng ta từng ly từng tí một, từng cái sợi tóc trên đầu cơ mà. Nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta không, bởi vì
Nguyên nhân căn bản là chúng ta không chịu khó đọc và suy đi nghĩ lại lời Chúa trong lòng, nên không khám phá ra được tình yêu của Chúa. Và chúng ta cũng cứ ở cái mức độ đó, ở cái mức độ đó không tiến triển hơn được. Đáng lẽ anh chị em đi lễ rước lễ hằng ngày thế này, nó phải tiến triển thêm chứ, phải tiến triển thêm chứ. Tiến triển thêm, tôi muốn nói rằng mình cảm nhận, càng ngày càng cảm nhận rằng Chúa yêu thương mình vô cùng. Và rồi cảm thấy tình yêu Chúa bày tỏ ra từng câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, từng chuyện này, chuyện kia, người này, người khác, tất cả là do tình yêu Chúa đem đến cho mình. Phải tập khám phá tình yêu Chúa như vậy. Mà nhưng mà tại bây giờ chúng ta không có nhầm chuyện đó, không có nhầm chuyện đó, bởi vì chúng ta đến với Chúa là để lo cho mình, lo cho đầy đủ bình an, mọi chuyện êm thắm thôi. Ta không nghĩ đến rằng là đến với Chúa để đón nhận tình yêu Chúa, đón nhận để cảm nhận được rằng mình được Chúa yêu thương. Một lần nữa tôi nói lại, muốn đón nhận tình yêu thương phải đọc, phải nghe lời Chúa hằng ngày.